chào các bạn nghe. Giờ cái vỏ bự là đang chuẩn bị đưa cái Hino xuống này các bạn. Cái vô bự đặt cái Hino 6 rồi các bạn. Còn cái nhỏ này đặt cái 6D16. Bây giờ là chuẩn bị đưa cái hộp số MB170 này xuống cái vỏ chung với cái máy Hino 6 rồi các bạn. Và cái vỏ bự ha, vỏ bự mới đóng bằng cây á. Đang đưa lên xe kéo xuống dưới này các bạn. Chịu cái xe thôi chứ chịu cái số gì. Không chịu cái xe á. Bây giờ chịu kéo ra đi. Gì? Kéo lại. Cái xe chịu đây rồi đó, cái số chạy trước. Ai mở ra rồi. Đó là ốc chỉnh số gì mà. Rồi nó mở ra ốc số mình banh nữa rồi. Sơn, nó sơn lại mà ốc còn chưa dẫn nữa phải không? Rồi tiếp không anh em, tiếp. Đang chuẩn bị lấy rồi tối móc vô đặng cẩu đưa xuống này các bạn. Anh tống hiếm hết nghề cho mấy anh làm giàu cho các con. Biết rồi à.
chiếc cỡ lại anh thành nó chưa luôn. Nói đi trời cho anh đó. Đang kéo dùng bơ lan gịch cái hộp số vô trong cái cabin sau rồi các bạn. Thì mình thấy con chiếc vỏ gà bốc cơm ha, đang lại làm cái gì ở dưới hầm máy các bạn. Vỏ này ở gần xóm mình á. Anh đợi chui dưới hầm máy dưới. Chơi thế đây các bạn, lôi ha, lôi dài lại rồi mới móc đưa xuống. Vỏ này cào bữa cơm bây giờ là 13 mét mấy rồi các bạn. 13 mét mấy, bề ngang là cũng 3 mét ha. Cái này đặt cái máy Hino rồi các bạn. Tệp số là 5 tua. Thợ đang làm cái ngàm vô lô ở dưới cái cần lừa ấy các bạn. Trời in dữ vậy.